Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực sẽ tiếp tục xuống là thăm ông cụ mà sống một mình, với lại ông cụ bị bại liệt một chút cô bác. Ông cụ bị bại liệt thì hôm nọ của cháu Lực cũng có nhận được một phần quà là của một bác có gửi cho cháu Lực. Và hôm nay thì cháu cũng sẽ mua một ít đồ xuống cho ông cụ một mình và ông cụ bại liệt luôn cô bác ạ. Hai ông cụ thì cháu Lực chỉ một tuần chỉ cháu Lực xuống thăm hai ông cụ một lần và xem là hai ông cụ có cần mua đồ gì không thì cháu Lực mua đồ xuống cho ông cụ cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video. Có vẻ như khá là nhiều đồ đấy. Chắc Hiệu phải cầm cái này một tí này. Thêm một thùng phở nữa. Ủa, anh em mình đi đường này đi, đi đường kia có chó. Chưa có xe cầm chưa? Hôm nay thì thời tiết nắng rất là đẹp cô bác này. Nắng như này thì ở trên nhà ba ông cháu thì đường là mọi cái khô hết rồi. Phải đi đường này luôn này. Mọi hôm mà mấy anh em xuống thì toàn là đi ra đường là chú bên kia, nhưng mà do chú bên kia cũng hay thả chó thường xuyên đấy các bác, thì ra là mấy anh em không có đi nữa. Hôm nay xuống thì không biết là ông cụ sống một mình thì liệu có ở nhà không ấy, sợ là ông cũng đi ra bên hộ nhà bên kia, hình như là nhà bên kia là đang dỡ nhà, đang làm lại nhà mới sao ấy. Mấy lần trước tôi xuống thì đều thấy ông bảo là đi ra bên kia hộ người ta. Nói đây có một cái gốc cây ổi này, khá to này, chắc phải được tầm độ mấy chục năm rồi cái ổi này. Ông Dung ơi, ông Dung à, hình như là không nghe thấy ông trả lời của bác. Có khi là chắc là ông đi ra hộ bên đây, nhà bên kia rồi. Bây giờ nếu mà ông Dung mà không có ở nhà của bác thì cháu Lực với bạn Hiệu sẽ di chuyển ra bên nhà của ông bại liệt. Ông sẽ trao cái phần quà này cho ông bại liệt luôn. Hiệu ơi, để ý con chó ấy kia nhá. Hình như ông đi đâu rồi cô bác ạ? Chắc có khi là phải để đồ ở đây một chút á. Rồi đi xem ông có ở bên kia không. Và đồng thời là cũng đi vào thăm ông cụ mà bị bại liệt luôn cô bác. Sau một tuần cháu Lực không xuống thì có vẻ như là nhìn là nhà của ông cụ cô bác thấy là có rơm rất là nhiều này cô bác này. Cái rơm này thì ông cụ cũng nói với cháu Lực rồi rằng là năm nay thì nhà ông trồng một ít lúa cho nên là chắc là có rơm ấy. Ở dưới phần nền nhà của ông thì cháu Lực cũng nhìn thấy có rất là nhiều củi.
Bây giờ thì có khi là mình đi ra thăm ông cụ mà bị bại liệt kia một chút. Hôm nọ thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của một bác ở dưới Hà Nội, bác có gửi cho cháu Lực. Hôm nọ là cháu Lực có nhận được một phần quà là của bà Chu Duyên ở dưới Hà Nội các bác. Bây giờ thì cháu Lực cũng ông cụ mà bị bại liệt đấy, thật sự các bác, cháu Lực không có dám đưa tiền cho ông, tại vì là nếu mà đưa tiền cho ông thì ông cũng không có xài được ấy các bác, không có đi đi mua được, cũng toàn nhờ hàng xóm hay là con cháu đi mua thôi, cho nên là cháu Lực sẽ lấy tiền đấy ra để mua 2 cân cá mắm này, thêm sứa với lại bánh trái cho ông nữa, đồng thời thì cũng vào theo thăm ông luôn và chia sẻ cái cuộc sống của ông cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió thêm. Để ý xem con chó kia một chút nhé, con chó kia nó dình ở sau nó đấp cho cái đấy. Hôm nọ thì cháu Lực bị chính con chó kia bị cắn phát rồi cô bác. Mặc dù nó chỉ cào qua thôi nhưng mà nó làm xước da của mình ấy, thành ra là cháu Lực đi xuống thì nghe thấy bảo là nghe thấy bảo là bác sĩ bảo là nó răng của nó sẽ có rất là nhiều vi khuẩn, nên là nó biến mình thành nó cũng có một chút là cái vi khuẩn xâm nhập vào người mình nhé. Hình như nhà chú này là đang làm nhà mới sao các bác ạ. Ôi tầm á, đây dùng đây, ôi tầm á hả, đây đây dùng cái này bố. Em dùng đấy ta. Vừa thì gần hai hơi chơi hóc nhá. Mi lại những yên rồi. Lúc sức kéo mãi mày. Lắng á, ông bắn bé bay dù dân như mày. Người bố bé ra đây nó. Ôi. Cái nhà chú này thì đang làm nhà mới sao cô bác? Ông dùng. Dù sao mà gì? Rồi em sẽ mà chua làm mình lắng lâu lắng chế bao. Ôi ơi ơi mình lắng lắng này bao còn đâu. Hả ba tướng về ô còn tên rồi nọ đấy bà ông hả ăn tên nhá. Ăn ca là hứng thuần á, hứng thuần á muốn ăn đó em ở tư cao mà bắt được không đấy. Ở đây thì có vẻ như là có một người bạn của cháu Lực này cô bác này vừa nhận ra cháu Lực cái sao ấy. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào nhà của ông cụ bại liệt một chút đấy, phải nói là vừa mới bước vào nhà của ông cụ bại liệt thôi cô bác cũng đã nhìn thấy như là một cái cảnh tượng mà nó rất là hoang vu rồi cô bác ạ. Như kiểu là không có người ở đấy các bác. Thật ra thì bên trong thì có ông cụ đang ở bên trong đấy. Cháu Lực cũng đã nhìn thấy là những cái áo quan tài mà đã lập sẵn cho mình rồi các bác. Phải nói là có một cái phong tục mà mình còn sống sơ sơ đấy đã chuẩn bị cho mình những cái áo quan trước rồi. Ôi, dân là gì? Dân là ông thì ông bại liệt thì ở nhà suốt rồi cô bác ạ. Cái đôi giày này thì cháu Lực cũng được là bác Kim Hoàng bác ấy mua gửi tặng cho cháu Lực với lại bạn Hiệu, hai anh em mỗi người một đôi trong cái quá trình mà đi làm. Hầu như là những cái đồ mà cháu Lực thì đều được tất cả các bác anh chị tặng là nhiều thôi. Ôi có cái gì? Bạn nó đang nếu đó, bạn vẫn đang nếu mà tiên đấy mà bố. Này ông thì bị bại liệt thì mỗi lần mà di chuyển hay cô bác thì dùng cả đôi tay đôi chân của mình trườn theo cái ngôi nhà cả thôi. Bố cân tắc là gì đây cháu. Ông mấy hôm nay có bị ốm đau gì không? Không ốm nào. Ôi nhà ông có thóc à? Ông có thóc à? Đây ai đi lấy cho ông ấy? Nhà ông thì cháu Lực nhìn thấy là có 1, 2, 3, 4, 5 bao thóc. Đây là bao thóc hết tôi. Đấy.
Còn cái bao gạo này cô bác này, bao gạo này thì là cũng được cái phần quà mà hôm nọ cháu Lực gửi tặng cho ông cụ Bại Liệt ấy. Thấy ông vẫn còn chưa ăn hết cho nên là. Vâng, thế ông ngồi ở đây một tí ông nhá. Ngồi ở đây một tí. Ở đây ông còn nuôi gà thế này à? Ở đây ông nuôi gà thế này à? Cái này cho con gà. Con gà à? Ông nuôi gà à? Ông thì vẫn còn nuôi gà cô bác, chắc là được xóm người ta cho một hai con gà cho nên là ông thả thế này. Ôi dẹp, bạn này thay bông à? Ồ, bạn này ép làng dê không nào? Bạn làng có một quả bẩn dê hai bài không dạ? Hai bài học dạ, hai bài học su dạ. Mấy phải cái học sáu chứ còn được chỉ cắt nữa. Ồ cái vấn năng này kìa chứ. Đây, có cả ông Dùng nữa luôn cô bác. Đấy, ông cụ một mình thì là ông Dùng cô bác ạ, là tên là ông Dùng. Còn là ông cụ Bại Liệt thì ông thì tên gì ông nhỉ? Ông Phù. Ông Phù à? À ông Phù với lại ông Dùng thì phải nói là hai ông cụ có chung một cái số phận với nhau cô bác. Không có con cái, không có vợ con gì, không có vợ con gì cả. Đấy, một điểm chung thứ nhất. Còn là ông cụ bên này thì bị Bại Liệt, ông cụ Dùng thì không có bị sao. Một tí nữa thì tao bị dân rồi chứ. Bà làng có ông qua mà thêm. Đấy. Hôm nay thì cháu Lực nhận được một cái phần quà của đây, dưới này cái đây chứ. Của bà Chu Diên, của bà Chu Diên, bà ở Hà Nội, bà có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng và trong đó thì bà cho Sử với Hải để vào quỹ làm nhà là 300.000 cho anh Hải cụt chân bên anh chị Quyền Yển. Thì cháu Lực cũng đã chuyển khoản cho chị Yển rồi. Và cho ông cụ bị Bại Liệt là 200.000, cho cháu Lực là 200.000 cô bác. Làm kinh phí đổ xăng đi lại. Bà thì gửi cho cháu Lực từ rất là lâu rồi, nhưng mà hồi đến hôm nay thì cháu Lực cũng mới có thời gian đi xuống và thăm ông cụ và trao cái phần quà này tới cho ông cụ luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ mua những cái đồ này cô bác này. Thứ nhất thì gồm có sứa ông thọ, và thứ hai thì gồm có bánh, và thứ ba thì gồm có 2 cân cá móng, thứ tư thì có sứa pha mi. Này thì có thể bóc cho ông ăn luôn. Đây sẽ chia sẻ cho ông Dùng là một cái. Này gì ạ? Nấu cơm á. Tối nấu cơm á? Thôi chúng cháu phải về đấy ông ạ. Đây ông ăn bánh nhá. Đây, ông ăn bánh nhá. Đây bánh của ông đây nhá. Đây, ông để ra bên kia đi nhá. Đây thêm cả sứa ông thọ này nữa bác. Ông nhá. Đây, sứa ông thọ thì bây giờ cháu chưa bóc ra nhá. Ngon lắm. Ngon lắm à? Ông thích uống à? Vâng. Anh còn lại thêm có cả sứa pha mi nhá ông nhá. Hôm nọ là ông cũng được uống rồi đúng không? Hôm nọ là cháu Lực cũng mua xuống cho ông. Ông chia sẻ với cháu Lực rằng là ông rất là thích uống sứa ông thọ cho nên là lần này cháu Lực xuống cháu Lực lại mua cho ông thêm một hộp nữa. Thế còn là đây là thêm 2 cân cá mắm ông nhá. 2 cân cá mắm nhá. Đây, ở đây thì có một đây ông để ra bên kia một tí. Vâng, con cá mắm ấy. Đây ở đây thì có ngon lắm. Ngon lắm không? Vâng. Đây ở đây thì có một là cô hàng xóm là thường nấu cơm cho ông ăn. Đấy, nhưng mà thường nấu cơm cho ông ăn thì cô sẽ chịu trách nhiệm là dùng cái cá này để phơi xong là nấu cho ông ăn đấy cô bác. Nhưng phần quà này thì là hôm nay cháu Lực mua tổng hết là 253.000 cô bác. Đấy, sữa ông thọ thì cháu Lực mua là một lọ là 25.000. Còn bánh thì cháu Lực mua là một nhân một gói này là 60.000 và 2 cân cá mắm thì mỗi cân là 70.000, 2 cân là 140.000. Sữa pha mi một dây là 28.000. Đấy, tổng hết hôm nay cháu Lực mua là 253.000 cô bác. Đấy. Hôm nay thì cháu Lực cũng định lúc đầu là mua cho ông một cân thôi, nhưng mà lâu lâu xuống thì thăm ông một lần các bác thì cháu Lực cũng có ra thêm là 50.000. Trích cái tiền quý mà mấy anh em trong trích cái tiền quý mà trong thời gian qua cháu Lực bán hàng ra 50.000 là để mua cho ông thêm thêm một chút đồ nữa các bác, lại thêm gói bánh nữa để cho ông ăn. Đấy, bây giờ thì ngồi nói chuyện với ông một lúc thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi xuống nhà của ông cụ Dùng một chút. Eo ơi, láng dè bán không? Đấy. Đấy, phần quà này là có một bác ở dưới Hà Nội là mua cho ông nhá. Là gửi tiền cho cháu Lực gửi là 200.000. Gửi cho cháu Lực là 200.000 và hôm nay cháu xuống thì cháu mua những đồ này cho ông.
Đấy, cháu mua hết là 253.000. Đấy, và cháu cháu có mua cho ông là thêm một gói bánh nữa để cho ông ăn. Đây. Cháu Lực cũng xin được thay mặt là ông cụ Bà Liệt gửi một lời cảm ơn tới bà Chu Duyên, bà ở dưới Hà Nội. Con chúc cô cùng gia đình. Cháu Lực cũng xin được gửi một lời, cháu Lực cũng xin được thay mặt ông gửi một lời cảm ơn tới bà Chu Duyên, bà ở dưới Hà Nội. Con chúc bà cùng gia đình thân nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống bà nhá. Ông thì có thể là biết nói tiếng Kinh một chút thôi cô bác ạ. Ông biết nói từ cảm ơn không? Tôi cảm ơn không? Bây giờ ông nói theo cháu nhá. Bây giờ ông nói theo cháu nhá. Bạn ơi, dây hát là nó. Dây ngà ngà tay hát là nó. Tôi cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn công chí ạ. Có vẻ như là trước ông là đi bộ đội sao? Trước ông là đi bộ đội à? Đi Hà Giang học 3 năm. Đi Hà Giang học 3 năm à? Ông đi xuống Hà Giang ông học 3 năm là chắc là ông đi theo ạ. Bố nó cũng cho đi, đi học. Bây giờ cũng ở nhà đâu. Thế trước cái thời xưa là ông cụ của ông là không cho đi à? Nếu mà thời xưa mà ông cụ của ông mà có tiền mà cho đi thì chắc bây giờ số phận của ông là khác thì cô bác sẽ không có số phận như thế này nữa. Sống trong một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là nhỏ nhoi cho cô bác ạ. Một cái ngôi nhà mà hầu như là nó sẽ phai màu theo năm tháng cô bác. Nhưng bây giờ mà nếu mà làm cho ông một cái ngôi nhà mới thì thật sự ra làm xong thì sau này không biết là ai ở ấy cô bác. Thành ra là bây giờ có những phần quà nào thì cháu Lực sẽ gửi tặng cho ông thôi. Dạ thôi ông ạ, no rồi. Đấy, bây giờ thì ông ngồi nghỉ ngơi thôi nhá. Cháu cũng đi ra bên nhà của ông dùng một chút. Thế bây giờ thì sẽ đi sang nhà của ông dùng một chút đấy cô bác. Lo xem nào. Dèm ai sẽ bóng đưa bà. Dèm. Tiết nói thầm ai đó. Ông thì bảo với cháu Lực là từ sáng nay ông đã ra hộ nhà ở bên kia rồi cô bác. Sáng dèm còn khâu nào mấy? Chúng ta à, ta còn khâu nào mấy gì? Nào ra. Đây, cháu Lực vừa mới hỏi ông rằng là cái phần ruộng nhà ông thì đã gạt hết chưa? Thì ông bảo là gạt hết rồi cô bác. Thế ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có khá là nhiều bạn trẻ này. Thế hôm nay thì phải nói là cháu Lực đi theo thì cũng không biết là có nhiều bạn trẻ như thế. Chứ không là mua theo 1-2 gói bánh để đi theo cho các cháu ăn rồi. Hay mọi hôm thì cháu Lực đều cầm theo ba lô cho nên là ở bên trong là lúc nào cũng có kẹo quá. Thế bây giờ thì đi xuống nhà của ông cụ dùng một chút. Bà đây lắng dẹp bắt đầu dẹp nổ. Bị thơm à hả? Bị thơm à? Đi đâu về? Đi về nhà. Hầu như là ở trên vùng cao thì có các bạn nhỏ tự tụ tập mà chơi với nhau cả cô bác. Hôm nay thì nhà của chú này đang lập nhà ấy, cho nên là chắc là đi ra bên này theo bố theo mẹ ra. Ở đây một cái ngôi nhà sàn như này thì phải nói là làm rất là kỳ công và rất là phức tạp đấy cô bác ạ. Bây giờ thì ít khi ở trên bây giờ thì vùng cao thì vẫn còn tồn tại những cái ngôi nhà gỗ như này cô bác. Tại vì trong cũng là do một phần ở nhà mình không có phần kinh tế để mình làm nhà nữa. Hóc sắc đáy bên nào nó? Sắc đáy bên nào? Lừa là nó lắc chỉ được bao hôm nay. Hôm nay khai nhà nè. Em làm mà ấy, nếu mà mình dỡ một cái ngôi nhà đi thì mình lập lại một cái lán để ở cô bác này. Lán em còn chỉ đâu ba. Hình như theo chất Lực nghĩ biết là cái lá này là bà con là dùng để nhuộm vải này cô bác này. Nó lúc mà mình ngâm thì nó sẽ động lại, nó kết tủa lại thành có một cái chất gì đấy cho mình nhuộm vải. Nhưng mà cái lá này nếu mà mình ăn thì cũng bị nguy cơ tử vong rất là cao đấy cô bác. Cái ông thì có vẻ là đi rất là nhanh cô bác này. Anh năm nay cũng gần 60-70 tuổi rồi nhưng mà ông vẫn còn đầy đủ sức khỏe rất là nhiều.
Trời ơi, nắng rất là đẹp. Vào đây phát điện dơ được gì nổ. Đi mà thôi, ngắn ra gì thầy lắp đi tàu phà bán nè. Tại hốc à? Ồ. Đi là thêm được tàu á? Đi đang cái khân thầy đâu ra? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ôi, dê, 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 dê. Hào bừng. Chó này rất là sợ các bác, rất là ghê. Nào nó rất là nhanh. Hay có vẻ như là đằng sau nhà của ông cụ thì cũng được chị Trần Đấu Giáng My giúp đỡ thì bây giờ chó ngủ của ông sẽ không có bị dột vào trong nữa. Thế rất là dễ. Ôi, yêu. Có mơ. Đi 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 vào. Nhớ nhớ nhớ. Đấy, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây nữa. Ông không lấy chìa khóa buộc à? Ông bố dê bố chứ thả thúc á. Cắm tất nhiên được á dê. Tất nhiên được bác. Ông bố tất nhiên bác dê. Mua điện dê bắt đầu bắn nào mua điện à? Mua điện bắt đầu bắn à? Bắn rồi ra? Đây nồi cơm điện thì ông bảo cho Lực rằng là không có bị vấn đề gì cả các bác. Hay ở đây thì ông một mình, ông ấy tự ở ngôi nhà này thì có vẻ như là ông sống rất là gọn gàng các bác và rất là ngăn nắp. Không sáng nước mi chứ nó? Không sáng nước mi chứ nó? Cái gạo mọi cái thì ông vẫn còn rất là nhiều các bác, cho nên là cháu Lực không có mua gạo nữa, chỉ mua thức ăn xuống cho ông thôi. Ui. Ni ni vào đây nó chưa nổ. Thầy ông thì có vẻ như là sống rất là gọn gàng các bác. Năng đi bác chưa? Và đây lán mai lán tàu cứ lấy đồ đều hai dè thêm. Đó. Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống thì cháu Lực lại trích cái tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là để mua cho ông cụ của bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực đi vào thăm ông cụ bại liệt kia là bà Chu Duyên, bà có gửi cho cháu Lực. Này, bây giờ thì trước khi vào tâm sự với ông, thăm ông thì chắc là cháu Lực cũng xin được gửi những cái phần quà này tới cho ông được các bác. Thì bà có cái nào mấy dê? Bà nào bác? Dê ăn phát nào mà tốt thì bà không? Phát nào mà tốt thì bà nên bà ở bà thạc luôn. Đi chứ bộ bắn. Dạ, dạ, bà tốt đi. Tôi đi bà luôn. Cái chú của mặt. Đá bà, của tôi đấy bố. Hả? Như của thầy to đi. Ồ. Ồ, yếu hẳn ra. Ừ. Ông thì vừa. Bà tốt, ông mết mèo đó. Ừ. Ồ, mấy dẹo khiến nó bác hẳn ra. Ồ, dẹo khiến tít đúng ấy. Ồ, khiến tít đúng ra. Ồ, bác khiến đúng ấy rồi. Vừa rồi thì cháu Lực định là đổ ra cái mâm này xong ra để phơi, nhưng mà ông bảo là một tí ông còn đi ra hộ bên nhà chú bên kia không có thời gian để xem ấy, thành ra là sợ chó mèo lên ăn. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì phải nói là ở trên xã cháu Lực thì ngày chủ nhật thì người ta mới mua được thịt thà. Hay thịt thà thì cháu Lực lần nào cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng đã mua cho ông rồi, cho nên là cháu Lực lần này xuống cháu Lực sẽ không có mua thêm nữa, cũng không có để mua luôn đấy các bác, chỉ có cá mắm thôi. Thế hôm nay thì cháu Lực mua cho ông là thùng phở này là 250.000 đấy các bác này. Đấy, không biết là ở dưới xuôi là cô bác là bán như nào, nhưng mà ở trên cháu Lực thì ở xá thì người ta bán là 250.000 một cái thùng phở, là phở để nhất này cô bác này. Đấy. Ở trên xá thì chắc có khi là nó sẽ đắt ở dưới huyện một chút, và nếu mà đi xuống dưới thủ đô mua thì nó lại rẻ hơn một chút đấy cô bác. Đấy, trong cái quá trình mà người ta vận chuyển lên thì người ta cũng lấy tiền gọi là tiền
tiền tiền lái, tiền hay là tiền xăng cộ, xe cộ ở đấy các bác ạ. Hay là mua trong thêm một cái lọ kem đánh răng nữa, chắc là lọ kem đánh răng cũng hết rồi. Có xà phân nào mấy? Tốt này cái gì? Tốt này cái gì? Eo nữa ạ. Mua trong tốt này gì? Đây, mua cho ông một thùng phở này là 250.000, một lọ kem đánh răng là 13.000, mua một chai dầu ăn là 60.000. Dầu ăn đây nào nó? Đây dầu ăn của ông thì hết rồi, cháu Lực mua xuống cho ông. Và mua cho ông một gói là một xà phòng tắm cọ may này là 10.000, và mua một gói giặt quần áo là 25.000, và mua một gói mì chính là 50.000, và mua 2 cân cá mắm là 140.000, là 1 cân là 70.000 cô bác, và mua cho ông là một dây sữa Fami nữa là 28.000. Tổng cộng cháu Lực mua hết là 571.000 cô bác ạ. Đây. Đây rồi. Đây, ở những cái quán tạp hóa ở trên xá thì không có cái hóa đơn mà đóng hóa đâu cô bác ạ. Mình cháu Lực chỉ có ghi được ra giấy thôi, và ghi xuống đến đây thì cháu Lực mới nhớ và công khai lên. Đấy, những cái phần quà này thì là được chị Trần Đỗ Giáng My, chị có gửi cho cháu Lực cái tiền quý của chị, và cháu Lực trích cái tiền quý của chị ra mua cho ông. Ở đây thì chị Trần Đỗ Giáng My, chị có nói với cháu Lực rằng là chị sẽ cùng cháu Lực đồng hành để thăm hoàn cảnh của ông cụ một mình, và giúp đỡ cho ông để cho ông có một cái cuộc sống mà tốt hơn cô bác. Cháu Lực cũng xin được cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My, nói là trong cái quãng thời gian qua chị là một cái người mạnh thường quân, mà có những hoàn cảnh nào thì chị cũng đều đồng hành cùng cháu Lực cả cô bác. Đấy, phải nói là những cái lần mà cháu Lực đi phát quà ra thôn ra bản thì cũng đều là được chị Trần Đỗ Giáng My, chị có đồng hành cùng cháu Lực cô bác. Này lên chờ già thứ lấy phản phúc hoàn pha thầy dê hốc này đi thứ mà hàng nào. Đấy, hứa này làm mà thăm dê bay này làm thứ mà hàng dê. Đấy, nhá tôi làm với viên à. Đấy, đi dân nào đấy cứ du mình chính thì làm thứ mà. Đấy, còn bóng điện này lên thường vắn làm thứ mà hờ bóng nó tứ ổ. Đấy, trên điện đấy cờ ấy, hát tổ làm đấy làm khánh cái đây. Đấy, thầy cháu Lực cũng đã bảo với ông rồi rằng là cái tiền phần tiền điện của ông thì một hai hôm nữa cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ mua cho ông cái bóng đèn mà to hơn, thì ông không phải lo về cái phần tiền điện đấy. Thì chị có bảo với cháu Lực rằng là chị sẽ lo hết cái khoản đấy cô bác ạ. Thầy cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn và một lời chúc tới chị Trần Đỗ Giáng My, chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em, giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh và đi trao thêm rất là nhiều phần quà tới tay cho bà con nữa. Bạn này dê hát khỏi nông, cảm ơn bóng cắm mỏ. Hát khỏi nông này, khỏi nông của chị có đây cho. Tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn. Tôi chúc. Tôi chúc. Ân nhân. Nhân nhân. Ân nhân. Ân nhân. Thật nhiều sức khỏe. Nhân nhiều thật, sức khỏe. Thật thật. Thật nhiều nhiều sức khỏe. Sức khỏe. Rồi. Đấy, những cái câu, những cái lời đấy là cháu Lực dạy ông thì ông mới nói được cô bác. Chứ ông thì ông không biết nói tiếng Kinh một chút nào ấy cô bác. Đấy, ông cụ bại liệt kia thì còn một chút đấy. Đấy. Còn mấy phần quà này thì ông cất đi nhá. Thổ văn đi, bắn đâu, bắn ở gì? Bố bắn thắng rồi. Bố bắn ngầm nào? Bố bắn ngầm rồi nào? Bố bắn. Ờ. Ờ, ta với mai có một ạp ta liêu cái này ạp này ạ. Ờ, cái này xước này. Đấy, cháu Lực cũng đã nói với ông rồi. Ông bảo là thời gian này ông có bị ông đau gì không? Thì ông bảo là không có bị cái gì cả. Tắm thường xuyên thì người cũng không có bị ngứa ngáy gì cả. Bây giờ thì người ông thì không có bị ngứa một chút nào rồi các bác. Không lọ thì có vẻ như ông là bị một chút kẻ. Thành ra là cháu Lực cũng đã mua thuốc cho ông và cũng đã nói cho ông bảo là dùng cái cọ may này cho ông tắm thường xuyên đi. À, một cái bác này dè dè. Hai cái ngôi nhà của ông thì cháu Lực không có cần chia sẻ và nói lên nhiều nữa. Cháu Lực ghi hình lên thì cô bác cũng đã biết là một cái ngôi nhà như thế này. Thì nói là đến mùa đông giá rét này cô bác rất là lạnh đấy cô bác. Nhưng mà năm nay thì ông đã có thêm những cái tấm chăn, tấm đệm mới để cho ông ngủ. Và cái phần chỗ ngủ của ông thì cũng đã được cháu Lực làm lại hết cho ông cụ rồi.
Đấy, còn cái thùng phở này một tí ông sẽ bóc ra nhá. Phở này nó tốt đi chứ bên này. Tôi dân tôi làm mà làm à? Bộ làm à? Bộ làm là ra. Đấy. Cho nên có hỏi ông mà lại rằng là có bị mất cắp gì không thì ông bảo là không có cả. Những cái đồ này thì bây giờ sẽ để ông cất đi, xong mà ngồi nói chuyện với ông một lúc. À, đi ra bên kia xem là bà con người ta làm nhà gỗ là nhằm theo làm như thế nào ấy. À, cháu Lực cũng tò mò và cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về trên nhà của mình thôi các bác ạ. À, thời gian này thì cháu Lực sẽ ở trên nhà của ba ông cháu là nhiều hơn. Nhà ba ông cháu đi đang bước vào cái quá trình mà hoàn thiện cái ngôi nhà của bác. Cho nên là cháu Lực không có muốn cái chuyện gì nó xảy ra cả. Nó xảy ra thì sai lầm cái gì thì lúc mà mình xử lý thì nó rất là khó khăn. Đấy. Trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả cô chú anh chị và tất cả khán giả Mạnh Thường Quân trên kênh Bản Em đã luôn luôn đồng hành cùng bản em với cháu Lực cô bác. Xin cảm ơn cô bác anh chị đã đặt niềm tin ở cháu Lực. Còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị.